một chiếc xe mang theo bom đã tiến vào trạm kiểm soát quân sự tại cửa ngõ chính vào thành phố Hermel ở thung lũng PK của Liban và phát nổ khi các binh sĩ tiến hành kiểm tra xe. Theo nguồn tin y tế, ngoài 3 người thiệt mạng, 16 người khác đã bị thương trong vụ đánh bom này. Ngay lập tức cảnh sát đã thắt chặt an ninh tại khu vực này và tăng cường tìm kiếm những kẻ tình nghi. Đây là vụ đánh bom thứ 3 trong những tuần gần đây tại Hermel, khu vực do lực lượng vũ trang Hezbollah thuộc dòng Hồi giáo Shia kiểm soát. Sau vụ đánh bom, lực lượng Al-Nusra tại Liban, chi nhánh của lực lượng khủng bố Al-Qaeda tại Syria, đã tuyên bố vụ đánh bom lần này là hành động đáp trả việc Hezbollah can thiệp vào cuộc xung đột chính trị tại Syria. Trong những tháng gần đây, khu vực Đông Liban và Nam Beirut đã phải hứng chịu làn sóng bạo lực khủng khiếp kể từ khi các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia xác nhận có gửi binh sĩ sang Syria. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Liban Tamar Salam đã gọi vụ đánh bom liều chết ngày 22 tháng 2 là một hành động khủng bố, đồng thời kêu gọi các lực lượng đoàn kết chống lại mọi hành động tương tự.